Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì gần Tết rồi. Tôi lại có một cái video để tặng cho quý vị và các bạn. Video về tâm sự về một cái cô bé. Cô bé đó khoảng 10 tuổi. Trong cái xã hội thời bao cấp, cô bé ấy mơ một chiếc áo màu hồng từ một người chị. Và cái việc mơ ước đã trở thành hiện thực khi vào Tết đến. Các bạn biết không, cứ mỗi dịp lần Tết về là tôi lại nhớ cái chuyện mơ chiếc áo màu hồng. Nhà tôi thì có 6 anh chị em, tuy nhiên là chị hai là chị đầu tiên. Theo cái người nam mình, chị hai là cả, là miền Bắc là cả đó. Rồi tới chị thứ tư, chị thứ hai thì có một cái chiếc áo màu hồng. Tôi còn nhớ chiếc áo màu hồng của chị mặc mà. Chị thì khoảng sinh năm khoảng hơn tôi khoảng 10 tuổi. Thì chị cái áo màu hồng mà cái chất liệu của nó tôi nhớ là chất liệu hình như nó là vải lông vịt đó các bạn. Vải lông vịt rồi nó cũng không có gọi là đẹp như bây giờ đâu, hàng hiệu như bây giờ đâu. Tôi còn nhớ chị may một cái túi ở đây và trên thì có cái cầu vai. Và chị mặc hình như nó là vào những lần đi nhập thờ và những ngày chủ nhật và những lần đi tiệc thì phải. Mỗi lần thấy chị mặc vô mình ước ao lắm các bạn ạ. Mình ước ao, trời đất ơi, giá như mình có một cái chiếc áo màu hồng. Trời ơi, mình mà mặc áo màu hồng đó vô, rồi tưởng tượng, rồi tưởng voi, rồi mơ. Một cái sự khát khao của trẻ con chưa bao giờ có được. Tôi nói thật với quý vị và các bạn, hôm bữa đi lựa quần áo với các con bực lắm, vì nó không đồng ý cái này, nó không đồng ý cái kia. Cho cũng có lẽ là mình giữa cái cách nhìn của mình và nó hình như khác nhau. Kể lại cái câu chuyện màu hồng, chiếc áo màu hồng nha quý vị. Thế là khi mà tôi chỉ có ngày Tết thì mới được chuyển giao công nghệ, chuyển giao mà tôi thì chị hai mới bỏ cái chiếc áo màu hồng đó đi. Và má tôi là thợ may của vùng mà, thì cái cắt lại và cho tôi. Các bạn thấy không, một cái ước ao và chỉ có những ngày Tết thì mới được chuyển từ chị hai mà sang mình thôi. Wow, thích lắm ạ. Má tôi cắt lại cho nó vừa vặn với một cái thân hình của một cái cô bé 10 tuổi. Và tôi mặc mùng 1 Tết, mùng 2 Tết, mùng 3 Tết đều mặc chiếc áo màu hồng. Thú thật với quý vị và các bạn, cái sự khát khao, cái sự thèm muốn của một đứa bé, nó thèm muốn mà khi không có những cái điều kiện vật chất, nó làm cho người mình cảm thấy sướng lắm các bạn ạ. Giống như lần đầu tiên mà tôi được đứng trước đám đông vậy đó. Rất là nhiều những cái cảm giác, mà cảm giác đó là chỉ có những người mà ở trong cuộc mới có thể biết được. Tôi trước Tết thường thì khoảng tháng 12 tôi soạn ra một số cái quần áo cũ để cho các máy ấm, các cái máy tình thương bên đạo Thiên Chúa. Cũng có thể rằng là cũ mình mà mới cho các em. Cái kích cỡ của tôi thì nó cũng vừa thôi, cho nên có những cái quần áo mình soạn ra thì mình thấy cũng chưa mặc lần nào cả. Và tôi nghĩ rằng là tôi cảm nhận được một cái cảm giác của các em, các cháu khi nhận được những cái món quà là những cái chiếc áo hợp với cái sở thích của mình, thích những cái màu của mình và cả những cái đồ áo lạnh nữa. Thưa quý vị và các bạn, xã hội ngày nay
rất nhiều những cái tiêu cực. Tôi không chọn tiêu cực, tôi chỉ chọn tích cực. Tôi cố gắng đưa lên, trao đi những cái thông điệp tận đáy lòng mình, thông điệp nghề luật sư. Và tôi cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất những cái tiêu cực trong cái kênh Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Hy vọng là qua cái chương trình này, quý vị và các bạn sẽ thấy một cái tuổi thơ cơ cực của luật sư Thu Đoàn trong một cái hào nhoáng. Hiện tại tôi bình dân lắm quý vị và các bạn. Tôi cũng có một cái tuổi thơ như các bạn đây thôi. Tuy nhiên, bằng một cái sức tiềm tàng của một người cố gắng để đạt đến sự thành công, tôi đã làm mỗi ngày từ 12 tới 15 tiếng. Chỉ có ngủ là thôi ạ. Tôi chưa bao giờ bị cái chứng mất ngủ, vì đâu có đủ thời gian đâu mà ngủ. Các bạn có thấy thương tôi hay không? Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn. Tết đến rồi, quý vị và các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe để chăm lo cho gia đình. Những người xem video của tôi là những người đa phần là những người trụ cột chính trong gia đình. Cho nên quý vị phải biết được cái trách nhiệm của mình trong cái vai trò của gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta.